mẹo vặt hay với phấn gôm em bé phấn rôm em bé có thể dùng để giải quyết nhiều việc vặt trong nhà hiệu quả lắm nhé công dụng chính của phấn rôm là thoa cho em bé để chống rôm sảy ngứa ngáy và tạo hương thơm tuy nhiên ngoài công dụng chính đó thì phấn rôm vẫn có thể được dùng sai mục đích nhưng lại hoàn toàn hiệu quả nhé tham khảo ngay hai mẹo hay sau đây bạn sẽ thấy phấn rôm vô cùng có ích đấy công dụng của phấn rôm tháo gỡ nút thắt bạn đang muốn tháo nút thắt buộc chặt thế này nhưng do nút thắt quá nhỏ mà ngón tay thì lại to nên công việc tháo ra chẳng dễ dàng gì. Lúc này, bạn hãy lấy một ít phấn rôm và rắc lên nút thắt rồi dùng ngón tay thoa đều phấn xung quanh. Bây giờ, bạn cũng dùng tay tháo nút thắt, nhưng lúc này thì nút thắt được tháo ra một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều nhé. Đeo găng tay cao su dễ dàng. Trong nhà bạn thường trữ các loại găng tay cao su thế này để dùng vào nhiều việc. Tuy nhiên, mỗi khi lấy găng tay ra để đeo vào tay thì găng tay bị dính chặt lại rất khó đeo. Lúc này, bạn cũng lấy chai phấn rôm ra và cho một ít phấn vào mỗi bên găng tay. Bây giờ thì bạn đeo găng tay vào thử xem, trơn tuột và vào dễ dàng ngay nhé. Tuy đây là hai vấn đề khá nhỏ nhưng nếu không biết cách giải quyết thì có thể gây tốn thời gian và khiến bạn phát cáu lên. Do đó, nếu nhà có phấn rôm sẵn thì nhớ áp dụng ngay hai mẹo hay này để mọi vấn đề trở nên dễ dàng hơn bạn nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video hy vọng video sẽ hữu ích với tất cả mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé hẹn gặp lại ở các video sau mến chào tạm biệt